Hello, xin chào đại gia đình nha. Đó, hiện tại Bảo cũng như gia đình đang có mặt tại nhà nội. Nói xin chào mọi người đi nè. Chào mọi người, chào các con. Hôm nay thì mình về đây với ba, với Ngân, với đứa nhỏ thăm bà nội và chơi với mọi người cho vui một bữa. Bữa giờ cũng lu bu quá mọi người. Đâu con đây, nội kia, đó con thấy không? Bà nội nhà chuyên luyện video của Ngọc luôn mọi người. Đó, thấy không? Đang coi, đang coi Bảo Ngọc hả nè? Đang coi Ngọc ở bên cô Dung hả? Cô Dung bỏ cạp rồi đài nổ, nó đây là cao đó. Vui không nội, vui không? Mà nội chớ nữa là bệnh mình. Vui ha. Coi vậy là nhớ con gái Út luôn cái gì nữa. Thấy con gái Út luôn mà chứ nữa. Đó chỉ được không? Giọt là không bằng. Dạ không bằng, kim cương ngọc sò cũng không bằng luôn. Không có chi bằng vậy. Ở đây là cháu này. Đó, cháu ngoại đó. Còn nước gì? Dạ. Rồi nó ăn đi, rồi ăn đi. Cái đầu đi. Rồi cái này. Nóng quá hả? Chào cả nhà. Nay cũng cả 2 tháng rồi. Hôm nay cha con mình cũng về thăm bà nội với thăm mẹ mình. Cũng nhớ bà quá rồi. Nhớ chứ con. Nhớ mẹ. Nhớ, nhớ con không? Quá. Mẹ con mệt, mẹ con mệt. Hẹn nội 20 ngày sau đám dỗ. Dỗ đi rồi mẹ con phải khỏe mẹ về lắm. Chứ mẹ con cũng muốn về lắm chứ. Chứ nhà giờ đi hết rồi, nhà con mình buồn thiêu chứ làm gì đâu. Đây với tao cái chỗ ông đổi cái chồng có mệt. Giờ có bác ba rồi, giờ có bác ba đây. Nắng bị gì ta? Bị cái răng. Đây cái loại. Bị không? Để con coi đi cho nó giật 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 cái răng mà ngẩn giật giật ta. Đây đây. Bầu ngư á. Con bầu ngư đi cá. Đó. Nay mua cho nội súp nè. Hôm nay mình về mình mua hai thố, một thố để cho bà nội, một thố thì ngày mai đi sang nhà ba má vợ mình để mời ba vợ mình, ba má vợ mình thưởng thức. Thì ngày mai sẽ làm cái video bên đó. Hôm nay thì mình làm cái video ở đây xin mời cho mọi người xem gia đình mình về, mình về như thế nào. Ngon không nội? Ngon ha. Bổ chứ sao, bởi vậy con mới mua về đó chứ. Ngon lắm à. Ăn ít ít thôi con kìa. Chừng nào hết cái là mà ăn tiếp. Chừng đây đây đuối. Đuối không? Đuối. Rồi bỏ xương vô đây đi. Đâu. Chừng mà đáo chị hai vậy. Ừ. Súp đó nội. Đó, đó là di cá đó. Di cá đó. Cái đây hả? Dạ. Ăn bổ lắm á, mẹ ăn đi. Để bổ người ta. Cắt á. Ngon không? Về mua rồi ok trời ơi. Thì ngỡ lần con về là con mua ăn. Bữa trước mua rồi mua ăn á, không ăn. Mỗi lần về mà mua thố ha. Ok rồi, nhớ nha. Rồi. Chú chín. Xin chào. Chị đó. Chị bảy em không về được. Ngon quá bà nội ăn, ăn được con mừng. Ngon ha. Cứ vậy là mỗi đợt về con mua cho nội mỗi thố ăn. Mềm mà. Không, cái đó nó hơi giòn thôi chứ cũng ngon, mềm lắm, nó cắn được mà. Cắn đi. Cái răng còn tốt lắm. Tốt. Đấy, tốt răng. Răng tốt quá trời. 85, 86 tuổi mà răng chưa có bị hư cái nào hết trơn á. Chưa có hư cái nào luôn. Nguyên vẹn luôn. Ê quay. Ngon phải không? Ngon nha. Mày nhớ, mày nhớ con không? Dạ không nhớ ta. Giờ có bẻ không bẻ. À. Đó càng cua đó. Cua đó mẹ mày. Giờ có to lắm chị ha. Những cái video này là những cái video những cái kỷ niệm luôn mọi người. Sau này coi lại rất là vui luôn á. Quá ngon cái gì nữa. Ok. Nay sắp tới ăn đi, ăn hết đi con múc nữa. Đúng rồi, con cũng về thường xuyên. Mấy bữa nay em nó cháu nó cũng lo nó buôn bán này, thấy không? Bận rộn quá nên nó không có về được.
đó, công việc nó lu bu quá đi, không về được. Thì về đây là 20 ngày nữa là tới giỗ rồi, tới giỗ ông ngoại rồi. Ngon không? Mẹ có không? Cũng mua gì cho mẹ mà mẹ không có được cái sao á, có không? Mẹ bị bệnh là sao? Ok. Súp là múc cái súp nó bông gì cá à? Bông gì cá? Ngọt ghê đấy con. Dạ. Nhìn cái gì cá này con thấy mà nội đi. Anh hâm, mình về mình hâm á mọi người, mình quên luôn, mình lo nói chuyện, lo vui quá rồi nói chuyện cái nó hơi quá lửa luôn, cái nó quên luôn hơn cô đang phụ nhà là ấy nè. Để múc miếng nữa nha, múc cho nội miếng nữa nha, nội ăn được con mừng lắm á, bữa sau về là mỗi lần là mỗi... Dạ mềm lắm nội. Thì đếm xuống đấy thì nó còn đi cá nữa. Thảo. Đi cá rồi. Đâu, xí xí đó mà nó ăn á ngon thì mình ăn cho nhiều. Xuống lấy thêm gì cá. Rồi em múc cái em đem nguyên thố lên luôn. Gì á, gì á, gì á xin. Xin. Sao ghẹo em? Hả? Sao ghẹo em? Anh hai ghẹo em hả? Anh hai ghẹo con hả? Ghẹo không sao á? Hả? Lấy gì của em? Hả? Sao ghẹo gì của em? Đây cho mọi người xem cái khu vực sau của nội mình, lâu quá mấy tháng rồi không về, hôm nay mình thấy cũng khác lắm nè mọi người. Đó, bên đây là chuồng gà của chú Mười nè, đang nuôi gà. Và bây giờ sân là đã có trồng những cái cây rồi, gần gần đây là Bảo thấy nè, hổi nè, đây là cây chôm chôm nè mọi người. Đó, cây dừa, rồi cây ổi. Ui, ghê, con ghê đó. Con ghê á. Bỏ đi con, dớ. Còn bên đây là những cái cam quýt bưởi gì đây không biết. Cái cam quýt gì đó. Lá nhỏ nhỏ không để ý. Xa đó cây mít kìa, cây bưởi kìa, cây dừa kìa, bưởi, cam quýt, xoài, tắc. À cái tắc này hồi Tết là ấy nè mọi người. Tết là mình chú Năm mình về mua đó, mà giờ trồng sống là ngon ghê không. Đó, xa xa là nhà của bác Ba. Nồi ăn hết gì là nồi hết cùng đi cá, còn nhậu cá, còn nuôi là còn lại ăn không có hết nữa. Cái gì nữa đây? Sao bà cố sao? Bò đó. Quá luôn, cái gì nữa, vui quá nay làm video này để kỷ niệm luôn mọi người. Đó, ngồi đây, hai vợ chồng ngồi đây còn nói chuyện bà nội nè, thấy không? Đúng vui ghê không? Con bổ đây. Bổ. Dơ không bổ. Dơ không bảo. Dơ không bảo, mà ngon ha. Đó để sáng mai ăn ha. Nứt rồi. Nứt không, không thì nứt rồi. Wow, ngon. Nứt hả? Đừng để cái lửa nó ấy quá. Bị nứt luôn. Đó mà đầu nó nứt. Đó mà đầu nó trò đi. Vui lâu lâu về gặp bà nội rất là vui. Quá hả? Ngủ không nội? Lấy miếng ấm đi nha. Nội có nhớ con không? Trời, con đừng nói giỡn nè. Ra đó. Mai đi mua càng ăn nha. Mai mua càng nha. Không đâu. Đâu? Có tiền cho họ cái túi, có tiền cho đồng về chụp để túi ha, không mua cam ha. Rồi ok, để nhiêu và chụp lại nhiêu được. Con đi có cho là được à? Chết ra. À, cho 50 được không? Ok. Ok hay là 100? 100 đồng ha. Được ha. Bữa nãy là tới cái chợ nhỏ Xuân Thanh á. Trời mưa quá đi, rồi mưa từ Sài Gòn mua về tới đây bây giờ cũng còn mưa mọi người. Nó hơi nóng, cái đó là nóng. Mà nội mình ra đó câu cá, mẹ câu về mà đậu gần có chừng mới ra nhỏ nó biết.
Biết vậy cho nên con đi á, con về là con có gọi trước cho nội. Gọi trước cho nội. Ba. Ông là 99. Ủa, ông chín đâu? Chín kìa, xin ơi. Xin ơi, ông là 9 nè, xin ơi. Hà Nội mình thích ăn cao lắm, mà đi về á, ghé cái chợ mua cao nhưng mà mưa quá không ghé được nên thôi đành phải hẹn ngày mai. Ngày mai nhờ cô đang phụ đây đi mua giùm nội, mà nội giờ mà không mua không ăn cao nữa. Hả? Nội ăn nội chỉ xin ra ít chục để tiêu thôi. Đấy. Cái la. Vậy là dạ là trời đấy là món ngon, ngon, ngon ấy. Mà nói là bà thảm ghê, ăn sáng 4-5 ngày sáng gì anh, mai con nấu, mai sáng mai à, để bà ăn cô nó hỏi cô đó cùng ăn món gì sáng mai nói con chờ sớm lâu gì nấu mà ăn món gì con biết không, nhiều khi mà đậu rồi đậu khác biết mấy người ta đậu cái gì dạ mà cô chú đi. Dạ mà cô chú đi. Rồi nói cho lắm chân với bà nội đi. Đâu không? Đúng gì đó chồng hả? Hả? À, đúng rồi, ta đi đám cưới nè. Ta tưởng đám giờ mình cho vui chứ. Đám nhà mình ồn quá rồi sao? Ok. Ồn không? Bọn nó ra mừng quá chạy. Là đám nhà mình chơi vui được ha. Lâu lâu con cháu về vui bữa đâu xa đâu không? Ờ, tối nay, tối nay. Có Thuận, hình như Thuận về nữa, một lát nữa rồi sẽ làm một cái video cho mọi người coi là chú Tám nè. Đi ngang không, không biết có chú Tám không? Đi ngang Biên Hòa vậy? Nãy đi ngang Biên Hòa. Thăm chú Tám, thăm cháu nội chú Tám. Dạ. Rủ Thuận về chơi nội. Đó. Bữa là đi về khó đó thì đại thoát hả? Con nó ở đây hả? Như đôi ở đây Thái ngồi. Bóc qua bị lai cho hả? Qua anh này. Dạ đúng rồi. Từ đó giờ trong vàng cháu phố là chỉ có Vincent Mali anh hả? À. Là có bà nội là lên thông thôi cả nhà. Còn tất cả các cháu rồi là bà nội không có đi được. Chứ còn có cục thương đây. Bà dạ. Cục thương rứa vào lầu đây coi thôi. Lầu đây giữ đó. Xí nữa, xí vô xong. Ủa, bà bơ đó nữa bà ấy. Thôi bà nội á, bà ấy. Gia đình mình được thừa hưởng cái sự cái khiếu mà linh hoạt cũng như cái khiếu mà hài hước. Nội mình hài hước lắm, với lại linh hoạt với lại là rất là siêng năng. Người ơi, coi như là cái video ngày hôm nay tóm gọn lại là gia đình mình về thăm bà nội, mua đồ cho bà nội ăn, cũng như trò chuyện để dành một cái video riêng tư để mà làm một cái kỷ niệm để cho gia đình mình có dịp để xem lại nha mọi người nha. Thì giờ xin kết thúc cái video đây, một lát nữa sẽ làm cái gì, video như thế nào, hẹn gặp lại mọi người một lát nữa nha.